Hello các bác nhá, em mới về tiếp các cái linh kiện của lắp bẹt vệ sinh Toto. Bác nào cần của cái hãng nào thì cứ inbox em đặt thôi nhá. Đây là cái đế cài của lắp bẹt này. Nó mới nguyên hộp nhá. Đây hộp ở đây. Mỗi chiếc một hộp. In Japan luôn nhá. Còn đây là các cái núm cao su này của bác nào bị ngồi nhiều nó tì nó rách rồi nó ố màu thì mua thay nhá cho nó đẹp. Đó. Ở đây nó sẽ để các cái mã của nó này, mã bẹt này. Đó, một túi này nó lắp gần như là vừa tới 30 cái mã luôn này, 2 4 6 7 1 2 3 4 5 6. 42 mã bẹt nha các bác nhá. Còn đây là một loại khác thì nó cũng lắp chung được rất nhiều loại bẹt nha các bác nhá. Này. Bác nào mà không biết nó có vừa hay không thì cứ chụp ảnh cái bẹt cho các bác gửi em xem cho. Đó. Anh em nào cần phụ kiện của bẹt vệ sinh Toto Panasonic Inox thì inbox em nhé, em đặt cho.